Với mô hình xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê, nhà vườn cần lưu ý những gì trong khâu chăm bón để hạn chế tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng, giúp vườn cây phát triển bền vững. Nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với sự tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Kính chào quý vị và quý bà con nông dân. Thưa quý vị, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu cho chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Liên tiếp trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ. Theo Bộ Công Thương, đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam được duy trì từ cuối năm ngoái đến những tháng đầu năm nay, với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Vì thế, sản lượng xuất khẩu gạo tuy giảm nhưng vẫn tăng sắp xỉ 7% về giá. Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao vì nhu cầu tăng cao. Báo cáo của ngành hải quan cho biết, các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thanh long, sầu riêng, mít, chuối vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt và được thị trường Trung Quốc đón nhận tích cực. Đáng chú ý, mặt hàng sầu riêng trái vụ của Việt Nam đã trở thành sản phẩm độc quyền tại thị trường này. Nhờ vậy, giá bán tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Dự báo, những mặt hàng nông sản Việt Nam đã ký nghị định thư với Trung Quốc sẽ tiếp tục xuất khẩu thuận lợi nhờ nhu cầu thị trường cao. Những ngày gần đây, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá xoài có sự biến động theo chiều tăng cao. Thương lái thu mua tại vườn, xoài cát chu tăng thêm 6.000 đồng lên mức 20.000 đồng một ký, xoài Đài Loan tăng 3.000 đồng lên mức 15.000 đồng một ký, xoài cát Hòa Lộc loại 400-500 gram một trái tăng thêm 2.000 đồng lên mức 50.000 đồng một ký. Theo kế hoạch, lễ hội Nho và Văn Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 18 tháng 6 tới đây. Lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế từ cây nho mang lại, tạo cơ hội giao thương, du lịch cho địa phương. Tỉnh Ninh Thuận được biết đến là thủ phủ nho của cả nước. Năm 2023, Ninh Thuận lên kế hoạch phát triển diện tích trồng nho lên 1.115 hectare, sản lượng thu hoạch gần 28.000 tấn nho cung cấp cho thị trường. Thưa quý vị, thưa quý bà con nông dân, hiện nay ở Tây Nguyên, hầu hết mô hình xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê đều mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng thuần cà phê. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các khâu canh tác được xem là mấu chốt giúp cho nhà vườn nơi đây thành công trong việc quản lý vườn, vốn có nhiều loại cây mang các đặc tính sinh lý khác nhau cùng sinh trưởng. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Với phần đông nhà vườn Tây Nguyên hiện nay, so với trồng thuần, thì sự kết hợp trồng xen canh cây ăn trái như sầu riêng, bơ trong vườn cà phê chính là giải pháp canh tác bền vững. Vì vừa tạo ra các tầng lá khác nhau, làm nhiệm vụ che bớt gió, sương và một phần cường độ ánh sáng quá mạnh, giúp có lợi cho cây cà phê, mô hình trồng xen này lại vừa giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do cây sầu riêng nó có kinh tế mình trồng vào thôi. Nói chung là nhà tôi canh tác là khoảng 1 hectare là cỡ 300 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Mật độ trồng cà phê thì 3 mét mà trừ trồng sang sầu riêng nữa, sầu riêng 9 mét. Trừ là làm sinh học là chính cho nên chúng tôi không phun thuốc cỏ mà chúng tôi dùng máy phát cỏ. Mà mùa này là mùa nắng cho nên chúng tôi đĩa cỏ cho nó giữ ẩm cho đất. Chuẩn bị mưa xuống là chúng tôi kêu công đĩa cho họ phát đi. Rồi ép xanh làm phân hữu cơ luôn. Chúng tôi làm nông thì về hái cà về chúng tôi phơi cho nên có cái vỏ cà này chúng tôi nuôi bò nữa. Chúng tôi lấy phân bò nữa, chúng tôi ủ cho nó hoa rồi chúng tôi banh bồn lên chúng tôi bỏ vào. Theo các nhà khoa học, khi trồng xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê,
nhiều người sẽ nghĩ đến các yếu tố cạnh tranh dinh dưỡng khiến hai loại cây phát triển không đồng đều. Nhưng thực ra, những yếu tố như mật độ trồng, việc tỉa cành tạo tán lại đóng vai trò quyết định hơn. Cụ thể, với mật độ, nhà vườn nên trồng sầu riêng khoảng 70 cây trên 1 hecta. Nếu trồng quá dày, sẽ tạo ra sự cạnh tranh ánh sáng, khiến cây cà phê kém phát triển, giảm năng suất về sau. Việc tỉa cành tạo tán, cây cà phê chỉ nên giữ độ cao từ 1,5 đến 1,6 mét và tạo tỉa cành tốt để bộ cành khỏe, mang trái tốt. Còn cây sầu riêng thì những cành mang trái thấp nhất phải cách cây cà phê từ 40 đến 50cm. Điều này sẽ giúp cây cho nhiều trái, trái ổn định và giảm sâu bệnh. Tôi trồng cà phê thì một năm là tôi bón cho nó một đợt phân hữu cơ. Sang sầu riêng vào thì chúng tôi cũng bỏ cho nó một đợt hữu cơ thôi. Nói chung hồi mà chưa trồng cây sầu riêng thì cây cà phê không thì chúng tôi có thể xiết nước là để khi nào nhìn cái cây nó héo. Xong rồi chúng tôi tưới đợt đầu là chúng tôi không có bỏ phân. Mà đợt thứ hai là chúng tôi mới bỏ phân, nó sẽ hoa nó ra đồng loạt xong rồi nó nở xong rồi cỡ 20 ngày là chúng tôi bỏ phân. Bây giờ thì mình phải canh theo cây sầu riêng. Nếu mà mình xiết nước cây sầu riêng mà cảm thấy cây sầu riêng mà nhú cựa rồi là mình cỡ tưới cây sầu riêng mà cỡ tưới cây cà phê luôn. Cũng có ảnh hưởng chứ mà cũng không ảnh hưởng nhiều. So với hồi xưa thì trên lệch cỡ nửa tháng thôi. Nói chung là bón cái phân mùa khô đó là mùa này là mình bón cái cho cà phê là mình bón cho cây sầu riêng được. Vì nó chưa ảnh hưởng. Vì nó mới có bông, mà bông là nó cũng cần đạm cao. Mà mình cần thúc đạm cao cho nó cả nuôi bông mà cả đi đột nữa cho nên mình có thể bón chung được. Về phân bón, đối với vườn cà phê xen canh sầu riêng, nếu nhà vườn bón phân cân đối, đúng và đủ lượng so với nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây ở từng giai đoạn sinh trưởng, thì sẽ tránh được tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng. Theo đó, với cây cà phê kinh doanh, cho từ 15 đến 18 kg trái trên một cây một vụ, sẽ cần bón lượng phân NPK chuyên dùng cho cà phê là 1,5 đến 2 kg trên một cây một năm, chia làm nhiều lần bón, ứng với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Còn với cây sầu riêng đạt năng suất 200 đến 250 kg một cây, thì sẽ cần bón lượng phân NPK chuyên dùng là 8 đến 10 kg trên cây, chia nhiều lần bón, ứng với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Ngoài ra, bà con cần áp dụng đồng bộ quy trình bón phân cân đối giữa hữu cơ vi sinh và phân khoáng NPK chuyên dụng để đảm bảo năng suất, tăng hiệu quả kinh tế và bền vững trong sản xuất. Chú ý với phân hữu cơ. Tận dụng nguồn hữu cơ tại chỗ như cành lá, vỏ cà phê, cỏ vườn, phải ủ hoai mục. Bởi nếu bà con đưa một lượng lá, rác, vỏ cà phê vào ủ gốc cây nhưng chưa xử lý hoai mục tốt sẽ làm gia tăng nhiễm hữu cơ thô. Đồng thời, khả năng tích trữ nước ở những chỗ hữu cơ chưa phân hủy có thể làm ảnh hưởng gây bệnh cho vườn cây. Bà con có thể bổ sung phân hữu cơ vi sinh như phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng. Bên cạnh thành phần hữu cơ còn chứa các hệ vi sinh có ích giúp cải tạo đất, tăng chất mùn trong đất. Cây trồng dễ dàng hấp thụ, tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, chăm bón và kỹ thuật bón phân cho vườn cà phê trồng xen canh cây ăn trái đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc chọn đúng sản phẩm phân bón chuyên dùng phù hợp và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác mới có thể giúp vườn cây phát triển bền vững, đạt năng suất cao, tăng thu nhập cho nhà vườn. Liệu có hay không cái sự cạnh tranh dinh dưỡng của hai loại cây trồng này? Thật ra thì nếu như chúng ta trồng xen và mỗi loại cây trồng đều được bón đúng theo nhu cầu dinh dưỡng của cây ở từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau của mỗi loài cây và bón đủ thì cái sự cạnh tranh dinh dưỡng sẽ không xảy ra hoặc là có xảy ra cũng không có đáng kể. Và đã nói tới cái vấn đề bón phân thì tôi xin lưu ý rằng
khi đưa hai cái loại cây trồng xen nào vào trồng với nhau, có nghĩa là chúng ta đã khai thác đất đai một cách rất là triệt để, cứ tầng trên không và tầng từ 1,5 mét trở xuống là của cây cà phê, khai thác triệt để đất đai. Và dĩ nhiên như vậy thì cái việc mà bón phân vào rồi cây hút dinh dưỡng cũng rất nhiều, mà phân khoáng thì chúng ta có thể bổ trợ, chúng ta có thể bổ sung, có thể bón thêm nhiều ít rất dễ dàng. Nhưng mà cái vấn đề hữu cơ nó cũng sẽ bị cạn kiệt đi nhanh chóng. Cho nên khi đã trồng hai cái loại cây này xen với nhau, và chúng ta phải đặc biệt chú trọng tới cái vấn đề bón hữu cơ, bón hữu cơ cho cái vườn cây. Vì chúng ta thấy rằng cái vườn cà phê thì vỏ quả cà phê có thể trả lại qua cái con đường ủ vỏ quả cà phê, rồi đưa trở lại cái lượng hữu cơ đó cho vườn. Nhưng với cây sầu riêng thì một cái lượng vỏ quả sầu riêng cũng chứa một lượng dinh dưỡng rất lớn, một lượng hữu cơ rất lớn, nhưng mà bị đem ra khỏi vườn cây và không trả lại cho vườn cây nữa. Do vậy thì cái vấn đề để cho hai loại cây này sống cùng với nhau và bền vững ổn định nhiều năm thì đặc biệt chú trọng tới vấn đề bồi dưỡng hữu cơ liên tục. Đặc biệt là đối với cái cây sầu riêng thì chúng ta phải bón phân hữu cơ hàng năm với một số lượng lớn thì mới mong có được một cái sự phát triển bền vững ổn định và năng suất cao cho cả hai loại cây này. Và cuối cùng hết là cái việc bón phân khoáng. Thì như tôi đã nói lúc nãy thì bón phân khoáng thì cũng phải theo đúng cái nhu cầu dinh dưỡng của từng loài cây ở từng thời kỳ mà bón. Thì cái vấn đề mà cạnh tranh dinh dưỡng giữa hai loài cây này là gần như nó không xảy ra. Và chúng ta phải bón đủ nữa, tức là đúng theo nhu cầu dinh dưỡng của mỗi loài cây từng giai đoạn khác nhau, nhưng phải bón đủ nữa. Và cái chữ đủ ở đây thì bà con cứ hiểu nôm na là cây, vườn cây có năng suất cao thì chúng ta phải bón nhiều. Mà lúc mà mới từ kiến thiết cơ bản bước vào kinh doanh, năng suất còn thấp thì chúng ta bón ít, bón đủ là nó như vậy. Thì tôi sẽ đưa ra một cái con số để chúng ta có thể hình dung như thế này. Tức là với một cái cây cà phê và sầu riêng đã bước vào thời kỳ kinh doanh rồi, nếu như cái cây cà phê mà đạt năng suất từ 15 tới 18 kỷ quả trên một cái cây cà phê kinh doanh thì chúng ta phải bón cho nó vào khoảng là 1,5 kg tới 2 kg phân NPK các loại vào nhiều lần trong năm. Tức là bón một lượng tổng lượng là 1,5 kg tới 2 kg trong một năm cho một cây. Và chúng ta bón nhiều loại phân khác nhau tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của cái cây cà phê vào từng thời kỳ khác nhau của năm, chia ra nhiều lần mà bón. Và đối với một cái cây sầu riêng trưởng thành, khi đã đạt được một cái năng suất vào khoảng 2 tạ tới 2,5 tạ quả trên một cái cây sầu riêng như vậy, thì hàng năm cứ ngoài một cái lượng phân hữu cơ khá lớn được bón cho cây sầu riêng vào khoảng bón từ 70 tới 80 kg phân chuồng hoặc là những loại phân hữu cơ chế biến khác, thì bón từ 20 kg tới 30 kg vậy, chia làm hai lần mà bón cho cây sầu riêng, thì chúng ta còn phải bón cho cái cây sầu riêng đó một cái lượng phân khoáng vào khoảng 8 tới 10 kg NPK các loại tùy theo từng thời kỳ sinh trưởng khác nhau của cái cây sầu riêng đó. Nếu như chúng ta bón đủ và đúng các cái loại NPK theo từng cái thời kỳ sinh trưởng khác nhau của mỗi loại cây trồng thì cái sự cạnh tranh dinh dưỡng nó sẽ xảy ra không có đáng kể và chúng ta có thể đạt được năng suất cao cả hai loại. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tiếp theo sau đây sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục quen thuộc Alo Canh Tác Thông Minh. Chúng tôi đã có nghiên cứu và có lấy cái số liệu trên phân tích cành ở những cái kết quả nghiên cứu trước, thì hiện tượng này là nó thiếu canxi và silic. Đây là yếu tố dinh dưỡng giới hạn, mặc dù yếu tố khác đủ rồi nhưng mà nếu thiếu hai yếu tố này thì thường làm cho cành thanh long nó bị yếu mềm, và những cây khác ví dụ như ớt, cà chua nó cũng hay bị thối trái do thiếu canxi silic, hoặc là trái rất khó bảo quản. Thế nên nếu chúng ta bổ sung silic canxi vào thì không những nó khắc phục được hiện tượng teo tóp cành này mà cái trình là chúng ta bảo quản được thanh long dài hơn, và hai nữa những cái que mà chúng ta người tiêu dùng hay đòi nó phải xanh, nó phải cứng ấy, thì nếu chúng ta xịt nano canxi và nano silic thì cái những cái que này nó cũng xanh mà nó cứng, thì đáp ứng được cái sở thích của người tiêu dùng.
Thế còn nếu như chúng ta nói là tôi đã bón canxi rồi, ở dưới đất rồi, như này, thưa là đất của chúng ta, nếu chúng ta bón vôi hoặc là bón những yếu tố khác vào thì nhiều khi nó mới khắc phục được cái hiện tượng chỉnh pH của đất lên thôi. Vì người ta thường là bón một tấn vôi nó mới nhích đi được 0,5 độ pH thôi. Nên khi mà bón vào đấy thì không đủ cái dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng mà mới đủ cái dinh dưỡng để nâng cái pH lên. Mà đất của chúng ta thường là rất chua và chua. Hiện nay không còn cái đất kiềm mà cũng không còn đất trung tính nữa. Đa số đều là dưới 5,0, thậm chí có nơi xuống 4. Còn những nơi mà nếu nhiễm phèn lại còn xuống nữa, nhưng mà thường là pH như thế. Thế nên chúng ta mới bón vôi, chúng ta tưởng là cung cấp được đủ cho cây, nhưng mới chỉ đủ nâng cái pH lên, chứ còn chưa đủ cung cấp dinh dưỡng cây. Mà chúng tôi nói lúc đấy là phân bón lá nhiều khi không đủ canxi để cung cấp cho nó. Nên là bà con thắc mắc cái câu này thì chúng ta nên bổ sung ngay, mà cũng phải bổ sung sớm. Tôi là có làm cà phê xén canh với có sầu riêng rong á. Tôi đang tưới nước cho cây cà phê thì có ảnh hưởng gì đến cây sầu riêng hay là không? Giải đáp câu hỏi tuần trước, trên đất chua nên bón vôi trước, bón phân lần sau. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Dũng, thành phố Cần Thơ đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà là một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: trồng xen các loại cây ăn quả, sầu riêng, bơ được khuyến cáo mật độ nào là phù hợp để đảm bảo năng suất cà phê không bị giảm mạnh? A. 30 đến 50 cây 1 hecta. B. 60 đến 70 cây 1 hecta. C. 70 đến 100 cây 1 hecta. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Quý vị thân mến, đối với mọi thư từ thắc mắc và những góp ý của mình, quý vị và bà con hãy nhanh chóng gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bình điền.com. Bên cạnh đó là tổng đài quen thuộc 084-3968-777. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Chúng tôi một lần nữa xin được chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Ở vùng nếp nổi tiếng của Long An, yếu tố dinh dưỡng nào quyết định năng suất chất lượng cây lúa nếp? Bà con cần chú ý điều gì trong canh tác? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 9 tháng 4 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.